hello các anh chị, đây cho các anh chị coi, đây là mình đang ở giữa thành phố San Francisco, là thành phố du lịch nổi tiếng nhất gì ở nước Mỹ nha. Mà coi tai nạn xì ke ma tí, nó đứng ngay giữa đường, nó đứng tạm không phải. Tôi nói nước Mỹ giờ riết đó, đây là cái chỗ mình đang ở thành phố du lịch, nghĩa là giống như là thành phố đi bộ ở ngoài Nguyễn Huệ á. Đây là ở giữa lòng San Francisco á. Lát thì tới cho cái khu các anh chị coi, ở đây là xì ke ma tí không, nó giống như ngoài Nguyễn Huệ các anh chị. Nó dân mùng, nó nằm giữa đường rồi, thấy không, thấy tẩm không, bị đen á. Một lát tôi tới ngay trước đồn cảnh sát cho các anh chị coi, tẩm lắm. Tôi muốn dẫn chứng đây, nói là chào các anh chị, ở đây cái tôi đang ở giữa thành phố này, thành phố San Francisco, đang đi làm giấy tờ cho mấy công trình đó, thì quay lên cho các anh chị coi những cái dơ bẩn của bụi đời rồi đó. Mà ngay giữa đó, giống như thành phố lòng Nguyễn Huệ vậy đó, ngay cái chỗ của con đường này là con đường Nguyễn Huệ, phố đi bộ của Việt Nam á. Mà hả, xì ke ma tí bụi đời rồi, nó đầy hết. I'm not read Chinese, so do not read any type of Chinese in here. Đó, các anh chị coi thấy không? Đầy rồi, mình cho coi rồi. Rõ ràng không? Ừ, đây nè. Đầy, nó văng mùng rồi. Đó, nó văng mùng, nó văng bạc á. Nó ở đầy bụi đời á. Gớm không? Đó, bụi đời á, nó văng bạc, nó cũng đầy á. Những khu này là khu giống như khu Nguyễn Huệ á. Ở đây giữa thành phố San Francisco nha, là thành phố cũng là lớn nhất nhì ở du lịch đó. Bây giờ một bụi đời kiểu như vậy là ai mà dám ấy nữa các anh chị. Bởi vì tội cho những cái người mà ha, đây là đồn cảnh sát đối diện trước mặt này mà ha, rác lớn nó để đầy đó, đồn cảnh sát nè. Đây đồn cảnh sát này nè, bụi đời nó đầy, thấy tởm không? Đó, đồn cảnh sát đó, công an á, ngay đồn gọi là công an. À, nước Mỹ sạch sẽ lắm, bởi vì mình muốn cho các anh chị coi ha. Yes, US, Chai Meng Phong, it's San Francisco, USA. Oh, Thanh Phi Hùng cũng biết nói tiếng Tàu nữa hả? This is San Francisco. Not in Chinatown. Chinatown about 5 minutes away. Problem. Okay. Tôi nói nó bụi đời nó đầy. Cái này là phố đi bộ nha các anh chị nha, phố đi bộ Nguyễn Huệ á, mà nó cái những cái khu mà của mấy người chủ hotel rồi, nó dựng liều nó ở đây, nó không có quan tâm gì, nó ác lắm. Mấy tụi mà xì ke ma tí mà đâu có làm gì nước Mỹ, đâu có làm gì được, nó làm nó ăn vạ bỏ mẹ luôn. Thành phố mình đang ở đây là thành phố lớn nha mấy anh chị nha. San Francisco là lớn lắm. Bụi đời ở đây là chết nhiều lắm. Nó đâu có ai, nó bị nhiễm độc, nó bị nhiễm vi trùng á. Người ta đâu có quan tâm đâu. Nó quan tâm thì nó bụi đời mà. Nó nằm la liệt kìa, nó chết thì chết thì mẹ nó. Chả quan tâm. Đừng có tưởng là nước Mỹ là nước, cứ hở cái là mấy thằng ba sọc, và mấy thằng ba sọc là cứ nói ô nước Mỹ là cái gì Mỹ cũng lo hết. Đúng rồi, lo cho mày chết á, rồi chết là chết mẹ mày đi á. M
mình là đang ngay chỗ cái nhà hàng mình. Cái nhà hàng này bữa trước mình đang làm cho khách mình mới vừa xong. Để mình xuống mình đậu xe mình cho các anh chị coi. Tội mấy người ở đây lắm. Ông má nó bùi đời mà nó đậu xe rồi nó phá ấy người ta. Coi kìa. Ngày xưa các anh chị có biết mà mấy năm trước hả, là ở đây hả, nhà cửa một phòng ở đây là cho mướn là 4-5 ngàn. Để mình đi xuống cho các anh chị coi. Tội người ta lắm các anh chị ơi. Tụi này nó Mỹ không làm gì hết á. Nó bán xì ke mà nó bán trước mặt cảnh sát luôn. Cảnh sát không làm gì được nó đó. Mỹ đen, Mỹ trắng rồi hả? Coi như nó coi phải không? Đù mẹ nó tởm lắm các anh chị. Nó coi giống như là không có chuyện gì xảy ra đó. Mình phải ghé vô cái nhà hàng mà mình mới vừa làm, mới vừa xây xong cái nhà hàng cho khách mình đó. Xuống đây mình đang làm giấy tờ, mình đang đi xin giấy phép. Giấy phép thêm một chỗ tiệm khác nữa. No, San Francisco là khác, Los Angeles là khác. San Francisco là Bắc Cali, Los Angeles là Nam Cali. Tâm đi nào. Hiểu chưa? San Francisco là Bắc Cali. Là nhà cửa cho nên nó mắc mỏ lắm. Là San Francisco với New York là hai thành phố du lịch nổi tiếng nhất. Nổi tiếng nhất nước Mỹ. Mấy năm mà bao nhiêu năm trước á là mỗi lúc mà kinh tế mà trước khi mà bị vi khuẩn này á là du lịch đồ đông lắm, 21% là du lịch ở bên San Francisco là từ bên Trung Quốc qua với lại bên Hồng Kông đồ này nọ qua. San Francisco là nổi tiếng nhất, có cái cầu rồng á, trong cái phim á mấy anh chị. Lát tôi xuống tôi quay tôi cho các anh chị coi, tởm lắm, tôi nói thật á, đụ má Mỹ, tôi nói riết rồi nó bỏ thôi. Ngày cái ông tổng thống này ông lên tới giờ ông làm riết, ông bỏ riết rồi không ai, không được cái gì đó, cái gì luôn anh chị ơi, tội lắm. Tội cái người mà gọi là cái nhân, cái người mà buôn bán ấy, anh chị biết không? Tại vì hả, nó đâu có quan tâm đâu. Tụi mà mấy thằng đen ở đây nó không quan tâm. Tụi mà xịt cho ma túy nó không quan tâm. Nó nói là ông mày đi chết chỗ đâu mà đi, cho nó đi chết. Tụi mà đi chết phải cho nó phải chôn nó chứ đâu. Anh nói chuyện mày muốn cho nó chết được đâu, phải là dễ chết. Tụi mà đậu xe bây giờ, đậu xe đụng xe đậu lạng quạng nó đập giống như xe tôi đồ nghề không. Tích cắt nó đập cái đầm cái là đụng nó vô nó lấy đồ nghề mà một lấy món đồ nghề nó hết cũng mất bao nhiêu tiền. Mình chơi luôn, đậu luôn, không ngán. Mình chơi luôn, ngay chỗ này là đậu, không ai dám đậu mà mình đậu luôn. Má gớm lắm, thì lát tôi xuống mà tôi đợi, tôi quay phim lại các anh chị nhìn là đậu má sợ luôn. Nó dít xì ke nó hết trước mặt, đậu má tỉnh queo. Tạm lắm anh chị ơi, mà không làm gì được hết á, giờ không làm gì được. Các anh chị chuẩn bị tinh thần chưa? Còn tệ hơn tôi nói đâu, nó còn tệ hơn là nước Việt Nam mình á, đủ quá mà mấy cái lũ chó đẻ mà gọi là chó đẻ mà tụi mấy ông ba sao nói Việt Nam mình tệ mạng xì ke ma túy. Đó coi nè. Ê đúng không nè. Vô coi nè, chớm tẩm không? Chớm tẩm chưa? Đây á. Đó, thấy chưa? Đây là cái nhà hàng cho nấy bữa trước. Mới vừa xây xong cho thợ. Thấy không?
bốn góc lý tưởng không? Ai đúng rồi. Gớm không các anh chị? Gớm không? Đù má xì ke má tí nó dựng là nó chích xì ke đầy đường. Rồi là đủ mô villa vỉa hè của tụi nó ăn đá dĩa tại một chỗ luôn. Thiên đàng nước Mỹ rồi các anh chị thấy không? Để đi mình đi một vòng cho các anh chị coi nha. Coi là cảnh sát là đủ không nói được gì tụi nó hết á. Nói tụi nó còn ra, nó còn ấy nữa. Đúng đó là nó làm hại biết bao nhiêu mấy phố tàu, mấy anh chị cái chủ mà người bạn của cho nó là hai cái building đó đó là chủ của Việt Nam, ổng có nhiều ông đó là gia đình đó, họ ta làm chủ với cái dãy phố dưới đây nhiều lắm, một cái góc đó là hai căn sát vậy đó là mười mấy 20 triệu, còn là nó dân như nó ở vậy nè, đã không? Đã không cuộc đời là dấn xì ke nó hút thấy đã không các anh chị? Người thi việc thiệt cái nha, tôi quay cho các anh chị coi nha, tôi không có bịa chuyện nha. Nó thế nào nó cũng nói là tại sao mày bêu xấu nước Mỹ, bêu xấu nước Mỹ không các anh chị? Tôi đi vòng qua anh kia, tôi đi vòng lại nữa, đủ tôi nói ở đây là phố đi bộ đó nha, hai con đường tránh từ Mission đi xuống dưới Leavenworth. Họ đu mà dân mà bụi đời nó dân liều nó ở ngay giữa đường luôn, đâu ai dám nói được gì. Mỹ là ông đéo có kinh phí đâu mày, đó mấy góc đường nó nằm đầy, muốn làm gì nó làm. Nước Mỹ người ta nói có một cái bản nhạc, ai qua nước Mỹ mà không ghé qua bên San Francisco là không biết là nước Mỹ. Mà San Francisco kiểu như vậy ai dám ghé đi. Thiên đàng của nước Mỹ đây các bố các mẹ ơi, vui không? Đù bọn nó văng liều nó nằm à. Villa bọc ni lông thằng đó chùm đó. Cái thằng đi xe lăn đó nó phát xì ke cho mấy đứa này bán 5 đồng 2 đồng 1 đồng cũng bán nữa, vô đó chích vô mấy cái liều này chích đái ăn, cái gọi là ăn ngủ đủ ỉa chỗ cất đái à, thấy không? Thiên đàng nước Mỹ, thiên đàng không các bố các mẹ, con quỳ con lại mấy hồ lại hồn đó, lại mấy cha mấy mẹ, đừng có nói con đây là thiên đàng nước Mỹ nha. Cũng vì mấy cái lũ chó này, mấy cái thằng bụi đời xì ke ma tí này mà nó thành mấy cái thành phố này nó bị thất thoát kinh phí rồi phải trả tiền rồi tùm lum hết. Khốn nạn lắm. Nó vô nó cái tòa nhà của bạn cho nó đái nó ỉa trên đó nó làm hư hao của người ta. Ủa mà bây giờ mình ôi chết mẹ là ghét rồi, khổ không các anh chị à? Tôi nói hả, gớm tẩm. Tôi nói đời tôi nói chưa bao giờ mà tôi thấy gớm tẩm bằng đây. Cái đó ỉa nó đói tươi không à, tươi chưa sao?
You feel it? You feel it? Ừ, đi vệ sinh luôn à. Dũng lưỡi kho. Mấy người này hả? Mấy người này là làm gì sống hả? Ăn tiền trợ cấp. Mày Mỹ Đen. Ăn cắp ăn trộm, buôn bán xì ke bụi đời mà. Đi lên thêm mấy góc đường nữa thì là nhà. Mấy người khách của cho nó đang chuẩn bị, cho nó phải xây, đang xin giấy phép. Hồi sáng thì đi lên đi xin giấy phép nè. Đi lên đây để xin giấy phép nè. Đi xin lấy bản vẽ đi xin giấy phép. Tại vì mình phải có cái giấy phép ở ở Mỹ này á, là nó phải cấp cái giấy phép mình dán lên trên nóc trên nhà đó. Có một giấy phép giống như vậy nè, nó ký hết, nó chấp thuận hết, rồi mình mới có giấy phép mình dán lên cái cửa, rồi mình mới được quyền làm. Tại vì cái bản vẽ này, trong bản vẽ này mình làm bất cứ cái gì phải đúng trong bản vẽ hết, cái có kiến trúc sư vẽ, các bạn hiểu không? Bởi vì mình nói, mình không phải là mình nói về mình định về Việt Nam mình bị bưng bô phải gì á, các bạn hiểu không? Các bạn đang ở một cái đất nước của mình, công nhận là các đất nước mình đang từ từ mới tiến triển lên, ok, từ từ mới phát triển, nhưng mà đất nước mình quá tuyệt vời các anh bạn. Từ vì sao không? Chúng ta được cái có cái ý thức, cũng có dân xì ke ma túy, không là chứ làm gì không có xì ke ma túy, cũng có giật đồ rồi này nọ, nhưng mà nó không có tệ như bên thằng Mỹ. Nhưng mà trái lại những thằng chó đẻ bao que sọ lá đó, nó chuyên môn nó bảo là ô nước Mỹ là nước thiên đàng sạch sẽ. Tôi cho mọi người thấy rõ ràng chứ không phải là tôi bêu nước Mỹ nha. Tôi không bêu xấu nước Mỹ. Tôi đang ở ngay đây, tôi đang ngay chỗ đây là đường Gary, không, với lại đường 11 West. Là một trong những cái con đường, là cái khu mà ngày gọi là khu nhà mà gọi là mắc mỏ nhất ở trên nước Mỹ. Chỉ ở bên New York và bên San Francisco là nhà, những cái phòng ốc là chung cư á, nhà chung cư á, là mắc nhất trên thế giới luôn. Các anh bạn, các anh chị có tưởng tượng đi, một phòng ngủ mướn ở đây bèo bèo đó, một cái phòng mà giống như cái xó vậy đó, được giống như một thước bề ngang, hai thước chiều dài, mà các anh chị có thể phải trả tới $2,000 đi tắm rửa, đi tắm rửa chung hết tập thể. Đù nó phá ra rồi người ta phải, thành phố phải xây dựng, trả tiền cho công nhân đi rửa đường, rồi đủ thứ, các anh chị biết không? Bởi vậy tôi nói ở Cali này nó bị khai phá sản 2 lần 3 lần là như vậy đó, đâu còn tiền nữa. Tại vì sao? Tại vì những cái luật lệ bên này nó quá dễ dàng, đó nó đâu có cách ly đâu, nó đâu chịu cách ly đâu, nó không chịu cách ly. Tụi nó đù mà đâu có ghiếc, con tiếng Mỹ nó đâu có gọi là đâu ghiếc mà xịt đâu, nó không có cách ly. Tại vì nó chết, thà nó chết là chết mẹ nó đi, nhưng mà nó ảnh hưởng tới những người khác, các anh chị có hiểu không? Nó đâu cách ly gì đâu, tụi nó vẫn sát sát với nhau. Bây giờ bắt nó vô đâu có chỗ đâu, đâu có tù, đâu có chỗ đâu mà chứa tụi nó, các anh chị hiểu tôi nói không?